Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 dự đoán công việc kinh doanh đang tiến triển rất lớn đối với bạn trong năm nay. Nhưng khi bạn đạt được địa vị cao hơn, những người khác sẽ buôn chuyện, họ chỉ ghen tị. Đây là sự thật mà người ta phải chấp nhận. Khi mà giao tiếp xã hội thì bạn nên biết giới hạn trong tình cảm. Những mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1963 nạp âm ngũ hành là Kim Bạc Kim. Những người này lúc trẻ tài vận không tụ nhưng trung niên sẽ hưng thịnh. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Kim tương sinh, nhưng vì hình thái tuế năm nay tuy có trợ lực nhưng sẽ cảm thấy có lực cản. Năm nay có phận đào hoa nhưng sẽ là đào hoa sát, mệnh chủ sẽ cần phải tránh xa những mối quan hệ không rõ ràng, tránh trường hợp vì đó mà rạn nứt tình cảm gia đình. Đào hoa vượng cũng sẽ sinh ra nhiều chuyện thị phi, mâu thuẫn vợ chồng. Các thần thiên lộc, nghĩa là mệnh chủ năm nay, sẽ được vượng đường tài lộc, được phù trợ nên nhận được rất nhiều tài lộc. Con đường tài lộc cũng khá vượng nên gia chủ tuổi Quý Mão cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn. Trong năm này, các gia chủ tuổi Quý Mão sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, cần tu tâm dưỡng tính, biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang gặp phải để có thể tìm cơ hội phát triển hơn. Tránh trường hợp ỷ lại vào người khác sẽ không thể phát triển được, thậm chí là gặp phải tiêu cực. Tổng quan vận hạn của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 vào năm Canh Tý 2020. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, nam mạng là 58 tuổi, sao Thái Bạch chiếu mạng, hạn toán tận và vận niên long đắc vũ. Sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ là hung tinh, bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu, cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là các tháng 2, 5 và 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Những người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó, có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc và thứ hai, đó là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng đột ngột bất khả kháng và cũng khó có thể đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Long đắc vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Năm nay có nhiều công to việc lớn phải làm, tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Sau được công thành danh toại, gặp nhiều bạn mới nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng. Trong năm 2020 là 58 tuổi, sao Thái Âm chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vận niên Long Đắc Vũ. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh đều được nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ mà gặp sao này thì sẽ được vui vẻ, có tiền tài hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì lại bất lợi. Nam giới đi lại thì hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới, nhưng không tốt lắm đối với nam. Sao Thái Âm thì tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9, nhưng mà lại kỵ vào tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, chủ sự sẽ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh thì kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Long đắc vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Năm nay có nhiều công to việc lớn phải làm. Tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Sau được công thành danh toại, gặp nhiều bạn mới nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm.
phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng hay là công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, mậu hợp quý hóa hỏa thủy vào những tháng dần mão thìn tỵ ngọ thân dậu tuất hợi tý sửu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4 và tháng 4 nhuận, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mà chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là quý, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi mậu như là mậu tuất 1958, mậu thân 1968, mậu ngọ 1978, mậu thìn 1988, mậu dần 1998. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi mão mùi hóa mộc vào các tháng dần mão hợi tỵ tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 8 và 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này sẽ rất hanh thông thuận lợi và may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi mùi thì sẽ chọn ngày hoặc là giờ hợi. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi hợi thì sẽ chọn ngày giờ là mùi. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc thì mang lại tài lộc, sự may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Quý Mão sinh năm 1963 sẽ là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Canh Tý sinh năm 1960, Giáp Tý sinh năm 1984, Nhâm Tý sinh năm 1972, Mậu Tý sinh năm 2008. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Quý Mão sinh năm 1963 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Tỵ 1977, Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Ất Tỵ 1965. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Quý Mão sinh năm 1963 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Tân Mão 1951 hoặc sinh năm 2011, Đinh Mão sinh năm 1987. Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Dậu. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra Mão Tuất thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa những mệnh chủ tuổi Sửu trong trường hợp này sẽ rất là cát lợi. Về tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Quý Mão sinh năm 1963 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải luôn luôn chú ý giữ gìn sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm phải kim lâu, quang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Đầu tiên đó là xét đến kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ 58 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Quý Mão sẽ là 58 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Còn xét về tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 cần tránh các năm tam tai đó là Tỵ, Ngọ, Mùi. Vì vậy, theo cách tính của năm Canh Tý 2020 thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Quý Mão 1963 nam mệnh năm nay sẽ có thể tự đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình.
Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Và phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đối với nam mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ thuộc cung Khảm Thủy, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch, đó là hướng Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Điên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng sinh năm 1963 sẽ là cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là hướng Nam Họa Hại, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ, Đông Nam Tuyệt Mệnh. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn đến tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai vạ bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài, tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là do văn khúc thuộc thủy tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà dễ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị thì sẽ rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp phải nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh đến tiến hành mở cửa hàng công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi và viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà các gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn. Về kích hoạt tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt sẽ là phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Kết sắt
Đây là vật phẩm mà giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường được đặt đó là vào cung vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé. Và thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần cố gắng đặt vào cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình nên. Theo quan niệm của người dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp, nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống và công việc. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loài cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy là mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.